Bò cái đây thì ở nhiều. Chờ bốn cái luôn cho. Mua xe rồi. Đúng. Thì nhau tính quá không. Thì dùm nó đi. Không có gì vậy mà lo nhà tí là xỉ. Đợt nó đỡ 42 à. Có đỡ 45 mấy á. Ừ. Rít hả? 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 Bà hoa hay là bà dùng sữa rửa mặt với chấm dưỡng mấy. Chấm dưỡng với chấm dưỡng nữa à? Có. Bà hôm trước ổ vừa bỏ xuống đi cho lẻ kìa. Cái bà quýnh mà. Bà kêu quýnh nhưng không quýnh nữa đó. Quýnh chỉ là cấp ẩm cho vô thôi. Hồi đó kiếm sữa mẹ ôi dùng mà chứ biết mua sữa mẹ chi ra. Thôi chờ mua dùng mua. Tê gọt quần này, nhiều cho mà tắt tê mà cứ lệ hồng bụng đúng ghê con. Lệ hồng bụng tắt nó phù 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 như vậy ghê con. Chờ chứ. Chế nữa hả? À, trên này ổn mua cho cháu. Cho cháu em mấy? Chưa, ngày hôm qua mua gì phải lắm hả? Ừ.
Không mua mình vô mình ăn thấu mua về chẳng hơi lâu chứ mình mua. Dạ 11 phút vừa. Trong sạch. Qua bên đây là người ta bị hai video nè. Thank you.
bận quá, hai mẹ chở nhau tiền. Hai mẹ qua nhà mẹ ù á. Hai mẹ dí theo mẹ, mẹ không mẹ sọn chả mất khép luôn. Mẹ còn mới luôn, hai con mẹ bà sữa đẹp lắm. Bà sữa hả? Y quy bà sữa luôn. Mắt xanh. Hai mẹ qua, hai mẹ dí hắn, hắn sọn món trà rồi. Hai mẹ dân khu á mà. Đi xe không hiền gì. Hai mẹ dí là sợ nó không sủa không chi đúng sao? Trời ơi. Đi đi đường xo lắm lộ không sủa đó. Về nhồi thử. Mở lắm như chi á. Thấy hả? Chi thì càng mỏng, chi thì càng mỏng là nó sủa ác. Chị quên em cũng rồi đó.